Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ bảy ngày 22 tháng 6. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 13 năm 2018, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên có tác phẩm đặt giải A, giải cao nhất của cuộc thi. Tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống ngành ngoại giao Belarus huyện Kim Động phát triển vùng chân nuôi thủy sản tập trung cho hiệu quả cao. Xã Thuần Hưng, huyện Khói Châu huy động xã hội hóa cần 40 tỷ đồng xây dựng các công trình. Kết quả sắp xếp bộ máy tổ chức của huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 21 tháng 6 tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 13. Tới dự lễ trao giải có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ, Nông Đức Mạnh, nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng nguyễn sinh hùng nguyên chủ tịch quốc hội các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đoàn đại biểu tỉnh hưng yên có đồng chí nguyễn minh quang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo hội nhà báo tỉnh Tham dự giải báo chí quốc gia năm nay có trên 1.800 tác phẩm, trong đó có 147 tác phẩm được vào vòng trung khảo. Hội đồng đã chọn được 106 tác phẩm xuất sắc, gồm 6 giải A, 24 giải B, 42 giải C và 34 giải khuyến khích. Tác phẩm Dấu son người xứ nhãn của nhóm tác giả Ngọc Anh Minh Đức, Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên đạt giải A, giải cao nhất. Tác phẩm Dấu son người xứ nhãn đã khắc họa được hình ảnh của cô giáo Trần Thị Thúy, trường trò phổ thông Đức Hợp huyện Kim Động, người có nhiều ý tưởng sáng tạo và tình yêu quê hương đất nước, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, được bình chọn lọt vào top 50 giáo viên toàn cầu năm 2019. Tối qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Hưng Yên nhân kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống ngành ngoại giao Belarus đến dự đêm biểu diễn văn nghệ có đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa belarus tại việt nam vladimir goshin và phu nhân cùng các nghệ sĩ thuộc vũ đoàn rovesnik của belarus cùng dự có đồng chí đỗ xuân tuyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí đặng ngọc quỳnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thường trực hội đồng nhân dân lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể tỉnh lãnh đạo các huyện thị xã thành phố phát biểu khai mạc chương trình đồng chí đặng ngọc quỳnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh và đại sứ cộng hòa belarus tại việt nam khẳng định hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và belarus nói chung và giữa belarus với tỉnh hưng yên nói riêng qua đó thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau mà hai nước hai địa phương có thế mạnh Đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa Belarus tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu phát triển của tỉnh Hưng Yên và cảm ơn sự quan tâm đón tiếp nồng hậu của tỉnh cho chương trình của đoàn. Trong chương trình biểu diễn giao lưu nghệ thuật tỉnh Hưng Yên đã lựa chọn các tiết mục hát chèo, hát ca trù, trình diễn hầu đồng và ca khúc thiếu nhi do các nghệ sĩ nhà hát chèo Hưng Yên cùng các nghệ nhân ưu tú và các em học sinh trường trung phổ thông chuyên Hưng Yên, các cháu thiếu niên nhi đồng nhà thiếu nhi tỉnh biểu diễn. Đoàn nghệ thuật thiếu nhi Belarus Rovesnik đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc truyền thống của nước bạn nhằm truyền tải thông điệp về hòa bình, đoàn kết và hữu nghị hợp tác cùng phát triển. Chương trình biểu diễn của đoàn ca múa nhạc thiếu nhi Belarus Rovesnik là món quà có ý nghĩa của thiếu nhi Belarus tặng thiếu nhi Việt Nam nói chung và thiếu nhi Hưng Yên nói riêng nhân kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống ngành ngoại giao Belarus. Sau đây là chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc để mạnh đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô số đề và đánh bạc sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để kịp thời đấu tranh ngăn chặn và phòng ngừa có hiệu quả với tệ nạn số lô số đề đánh bạc bất hợp pháp sử dụng công nghệ cao chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn thủ trưởng cơ quan trường học doanh nghiệp tổ chức quán triệt tuyên truyền và chỉ đạo quyết liệt để cán bộ công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị gương mẫu chấp hành vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định, quy chế của địa phương nơi cư trú, không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở ngành liên quan, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường công tác truyền thông, đăng phát các tin bài về hậu quả, tác hại, của tệ nạn cờ bạc, nêu gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội nhằm kích lệ phong trào toàn dân bài trừ tệ nạn cờ bạc, tăng cường các biện pháp quản lý mạng viễn thông internet, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các huyện thị xã thành phố, công an xã phường thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nắm chắc diễn biến tình hình, thực trạng tệ nạn cờ bạc tại địa phương tăng cường công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động cờ bạc số lô, số đề theo hình thức truyền thống, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để chuyển và nhận bảng lô, đề và các hình thức cờ bạc khác. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia tiếp tay và bảo kê cho tội phạm đánh bạc. Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân, tòa án nhân dân các cấp kịp thời truy tố xét xử nghiêm đối với các hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc đánh bạc sử dụng công nghệ cao dưới hình thức mua bán số lô số đề phối hợp với cơ quan công an cung cấp tổ chức xét xử lưu động các vụ án điểm nhằm tuyên truyền giáo dục dân đe và phòng ngừa chung Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò trách nhiệm cho công tác vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân về tác hại của tệ nạn cờ bạc, đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng chống tệ nạn cờ bạc nói chung và tệ nạn đánh bạc dưới hình thức số lô số đề nói riêng và các chương trình sinh hoạt cộng đồng, chương trình hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội, các cơ quan, đơn vị trường học, tổ dân phố nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội và công tác phòng chống tệ nạn cờ bạc. Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng lần thứ 20 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và quyết toán thu chi ngân sách nhà nước thành phố năm 2018. Đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng bình quân đạt 11,8%, giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản ước đạt 435 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp xây dựng ước đạt 3.871,3 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Thương mại dịch vụ ước đạt 3.616 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 650,9 tỷ đồng, đạt 67,16% kế hoạch diện mạo đô thị ngày càng khang trang. 6 tháng cuối năm, thành phố phân đấu giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản đạt trên 612 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng đạt trên 3.985 tỷ đồng, thương mại dịch vụ đạt trên 3.285 tỷ đồng, duy trì triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa văn minh. Tiếp tục xây dựng cảnh quan đô thị thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị đánh giá thẩm định hiện vật bệ đá hoa sen chùa hương lãng xã minh hải huyện văn lâm và bia đá chùa cảnh lâm xã tân việt huyện yên mỹ để đề nghị công nhận bảo vật quốc gia sự hội nghị có đồng chí đoàn văn hòa ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch chủ tịch hội đồng thẩm định hiện vật tỉnh và lãnh đạo hội khảo cổ học việt nam bảo tàng lịch sử việt nam hai hiện vật được lựa chọn dựa trên những tiêu chí để xác định hiện vật là bảo vật quốc gia như tính độc bản độc đáo có giá trị đặc biệt đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước bệ đá hoa sen chùa hương lãng là bệ đá hoa sen đồ sộ nhất của thời lý còn lưu giữ ở nước ta và là bệ đá hoa sen có hình tượng linh vật sư tử đội tòa sen lớn nhất cả nước bệ đá không chỉ là một tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc thời lý mà còn cho thấy việc đạo phật trở thành quốc giáo trong thời kỳ này bia đá chùa cảnh lâm có niên đại vào thời lý và được tạo tác bằng đá xanh nguyên khối bia đá là một tài liệu quý giá là gạch nối điểm giao thời giữa hai nền nghệ thuật lý trần đồng thời bia đá cung cấp một nguồn tư liệu quý giá phục vụ cho công tác nghiên cứu về sinh hoạt văn hóa xã hội ở thôn cổ việt việc sử dụng ruộng đất ở triều lý hội đồng thẩm định nhất trí thực hiện các quy trình thủ tục tiếp theo để các hiện vật sớm được công nhận là bảo vật quốc gia Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng Bùi Công Trức, Phó Chính ủy quân khu 3 dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng sự có Đại tá Nguyễn Trí Công, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nổi bật là làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng nhà nước quân khu về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng thực hiện có hiệu quả công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức 20 lớp bồi dưỡng giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 2.000 sinh viên, đầu tư xây dựng củng cố các hạng mục công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ. quý vị và các bạn, sau đây là cuộc trao đổi phỏng vấn giữa phóng viên Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên với lãnh đạo ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh về chỉ đạo không gieo cấy lúa bắc thơm số 7. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, xin ông cho biết là vì sao mà ngành nông nghiệp chỉ đạo bà con nông dân là không gieo cấy cái giống lúa bắc thơm số 7? Giống này có một số nhược điểm và ngày càng tỏ ra không phù hợp như là nhiễm nhiều đối tượng sâu bệnh đặc biệt là bệnh bạc lá ở vụ mùa trong thời gian gần đây thì là với điều kiện biến đổi khí hậu thì kể cả là vụ xuân giống cũng nhiễm khá nặng bệnh bạc lá làm giảm năng suất đáng kể và bên cạnh đó bà con nông dân phải phun rất là nhiều thuốc bảo vệ vật dẫn đến là ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường xuất phát từ những cái lý do đó nên ngành nông nghiệp chúng tôi chỉ đạo bà con nông dân là bỏ giống lúa này để đảm bảo được năng suất hiệu quả và môi trường sinh thái. Thưa ông ngành nông nghiệp đã có những cái giống lúa chủ lực gì để thay thế cái giống lúa Bắc Thơm số 7 ạ? Xác định là thường xuyên phải bổ sung những cái giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, đặc biệt là chống chịu các đối tượng sâu bệnh. Thì ngành nông nghiệp chúng tôi thường hàng năm tiến hành khảo nghiệm trình diễn rất nhiều giống mới qua nhiều vụ thử nghiệm thì đánh giá là có rất là nhiều giống có thể thay thế được bắc thơm bảy cụ thể cái giống lúa gọi là nếp thơm hưng yên đã được bộ nông nghiệp phát triển nông thôn công nhận là giống quốc gia đã được bà con gieo cấy rất phổ biến giống này thì không nhiễm bệnh bạc lá và nhiễm nhẹ các đối tượng sâu bệnh khác chất lượng rất tốt ngoài ra thì bắt đầu từ vụ mùa, mùa này thì chúng tôi khuyến cáo thêm với bà con nông dân hai giống là giống TBR 279 và giống đài thơm 8 những giống lúa mà có năng suất khá, chống chịu sâu bệnh khá tốt và không nhiễm nặng các đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm như bạc lá hoặc là dày nâu. thưa ông, hiện đang là thời điểm nóng nóng cao điểm, lại đúng vào cái thời điểm mà bà con nông dân đang tập trung gieo cấy cái lúa vụ mùa. À, để đảm bảo cái khung thời vụ cũng như là cái sinh trưởng phát triển của cây lúa thì ngành nông nghiệp đã có cái chỉ đạo gì tới bà con nông dân ạ? Vụ mùa này chúng tôi khuyến cáo nông dân là cố gắng gieo cấy tập trung xong trước 10 tháng 7. Vì sao phải gieo cấy trước 10 tháng 7? Vì, vì là thông thường ở cuối tháng 7 đầu tháng 8 có hay có mưa lớn kéo dài. Nếu chúng ta kéo dài thời vụ gieo cấy thì nguy cơ bị úng ngập rất cao. Kinh nghiệm cho thấy từ các tỉnh ngân cận như Hà Nam, Nam Định thì hàng năm hàng ngàn hecta lúa bị mất trắng sau khi cấy vì úng ngập. Chính vì vậy mà ngành nông nghiệp chỉ đạo bà con nông dân là phải tích cực làm sao đảm bảo đúng khung thời vụ mà tỉnh đã chỉ đạo. Song song với đó thì hiện nay thời tiết khí hậu rất là nắng, rất nóng để đảm bảo sức khỏe cũng như là sinh trưởng của cây lúa. Thì ngành nông nghiệp chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân là nên tranh thủ buổi sáng sớm và chiều mát để cấy thì vừa đảm bảo được sức khỏe cho cá nhân mình vừa đảm bảo được cây lúa ít bị ảnh hưởng bởi nắng nóng và sinh trưởng thuận lợi hơn. Xin cảm ơn ông. Với nhiều tuyến sông liên kết với nhau tạo thành hệ thống tưới tiêu tự nhiên liên hoàn là yếu tố thuận lợi và sự sáng tạo của người nông dân. Kim Động cần đây để mạnh phát triển, nuôi thả thủy sản và có nhiều mô hình cho thu nhập cao. Theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp huyện đến năm 2020, trên địa bàn huyện Kim Động có gần 400 ha diện tích nuôi thả thủy sản, thực hiện xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020. Được tạo điều kiện về thủ tục, mặt bằng và hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn tiến dụng ưu đãi, nhiều hộ nuôi thủy sản đã đầu tư hàng trăm triệu đồng cải tạo và đầu tư nuôi các con giống mới có giá trị kinh tế. Đến nay, tổng diện tích nuôi thủy sản của huyện đạt 329 ha. Phương thức nuôi thủy sản của huyện đã chuyển dần từ quảng canh sang thơm canh, bán thâm canh cải tiến, trong đó có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi cá trong ao bán nổi với quy mô khoảng 1 ha, mô hình nuôi cá sông trong ao với quy mô 3 ha tại xã Song Mai, mô hình nuôi tôm tại xã Phạm Vũ Lão, mô hình cá lúa tại Lương Bằng, cá lồng bè tại Mai Động. Nhằm xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm cấm việc nuôi mới, tái đàn tại các hộ đã xảy ra dịch lợn và tập trung chỉ đạo các trang trại, các cơ sở chăn nuôi tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp chống dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, nghiêm cấm việc nuôi mới, tái đàn tại các hộ đã xảy ra dịch tả lợn châu phi khi tỉnh chưa công bố hết dịch tập trung chỉ đạo các trang trại các cơ sở chăn nuôi tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi và tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học chăn nuôi việt gáp chăm sóc đàn lợn giống tốt đảm bảo an toàn dịch bệnh nhằm chủ động nguồn con giống tốt để phát triển chăn nuôi sau khi kiểm soát được dịch bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của ban chỉ đạo trung ương ban chỉ đạo tỉnh về chống dịch tả châu phi khuyến khích và tạo điều kiện cho người chăn nuôi chuyển đổi sang chăn nuôi thủy cầm, gia cầm, chăn nuôi đại gia súc theo hướng an toàn sinh học và việt gáp. Xã Nhật Quang là địa phương có diện tích trồng sen lớn nhất của huyện Phù Cử. Hiện nay, sen đang vào vụ thu hoạch. Người trồng sen ở Nhật Quang phấn khởi vì sen năm nay được giá. Toàn xã Nhật Quang có 7 hecta sen được trồng chủ yếu ở các diện tích hồ đầm lớn của thôn Nhật Lệ và khoảng 2 mẫu ở những ruộng thấp trũng. Hiện các hộ đang thu hoạch hoa và bát sen non. Sen Nhật Quang có mẫu mã đẹp và chất lượng ngon nên người dân thu hoạch đến đâu là thương lái đến tận nơi mua ngay đến đó với giá bán từ 25 đến 30 000 đồng trên 10 bông sen, 30 đến 35 000 đồng trên 10 bát sen, 30 đến 40 000 đồng trên 1 kg sen chè và 40 đến 50 000 đồng 1 kg sen lão. Thời tiết thuận lợi, đến tháng 6 âm lịch sen sẽ cho thu hoạch rộ. Tại các diện tích sen, người dân còn kết hợp nuôi cá, điểm ưu việt của thả cá lồng ghép với trồng sen là không cần phải đầu tư thức ăn cho cá. Một số hộ có diện tích sen lớn như hộ gia đình ông Nguyễn Văn Uy trên 10 mẫu, hộ ông Vũ Quốc Truyền, ông Nguyễn Văn Vinh trên 3 mẫu. Năm 2018, trung bình mỗi gia đình cho thu lãi trên 100 triệu đồng. Những năm qua, xã Thuận Hương huyện Khói Châu đã huy động sự đóng góp xã hội hóa từ đông đảo quần chúng nhân dân để xây dựng các công trình tại địa phương. Ngay từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền đã được để mạnh để người dân hiểu rõ những lợi ích từ chương trình cùng chung tay xây dựng các công trình. Các hộ dân trong xã, người con xa quê, doanh nghiệp như tình hưởng ứng, Tính từ năm 2010, toàn xã đã huy động được gần 40 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương như công trình tháp hồ truyền thống huy động được 1,6 tỷ đồng, bê tông hóa được 7 km đường giao thông trị giá 5 tỷ đồng, xây mới sửa chữa trường học các cấp trị giá 22 tỷ đồng. Các gia đình ủng hộ nhiều tiêu biểu là gia đình ông Lê Văn Lộc 500 triệu đồng, gia đình bà Lê Thị Tuyến trên 500 triệu đồng, gia đình ông Nguyễn Văn Thắng trên 300 triệu đồng chính sự chung tay góp sức của toàn dân mà các tiêu chí nông thôn mới của xã Thuần Hưng ngày càng được nâng cao, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm chết 11 người và làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông ở huyện Yên Mỹ giảm 3 vụ, giảm tăng người chết tăng 4 người bị thương. Tai nạn giao thông xảy ra nhiều trên quốc lộ 39 và đường tỉnh 379 đi qua địa bàn huyện. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông ngoài ý thức chủ quan của người tham gia giao thông không làm chủ tốc độ và tránh vượt không đúng quy định thì nguyên nhân khách quan dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra là do trên địa bàn huyện Yên Mỹ vẫn còn nhiều điểm đen chưa được khắc phục. Do đó để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huyện Yên Mỹ và ngành giao thông cần có giải pháp giải quyết dứt điểm những điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, Đồng thời, trên các tuyến đường tỉnh 379, quốc lộ 39 cần lắp đặt thêm hệ thống biển báo hiệu tại các khu vực ngã tư và biển báo hạn chế tốc độ qua địa bàn khu dân cư để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!